nguyên tắc của bảo hiểm y tế là cái sự chia sẻ rủi ro rất lớn, rất sâu sắc, với mục tiêu là thế hệ trẻ là chăm lo thế hệ già, nhiều người khỏe lo cho một người ốm. Và nhất là trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì những năm qua đấy là tỉnh rất quan tâm đối với chính sách bảo hiểm y tế. Người nghèo, cận nghèo, người mà làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người cao tuổi dưới 80 là được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và tổng cái kinh phí một năm mà tỉnh bỏ ra cho người dân của chúng ta đấy, ngoài cái quy định của chính phủ đấy, thì cỡ khoảng trên dưới 300 tỷ đồng. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển bảo hiểm y tế bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.172.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 30.000 người so với năm 2023, đạt 100% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ đạt gần 94% dân số. Bên cạnh việc phối hợp với các cơ sở y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội còn tham mưu với tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 9 nhóm đối tượng trên địa bàn. Hiện bình quân mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh thực hiện chi trả từ 850 đến 900 tỷ đồng cho trên 1,3 triệu lượt người khám chữa bệnh. Điều này khẳng định bảo hiểm y tế đang là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Việc người dân tham gia bảo hiểm y tế không chỉ bảo đảm quyền lợi cho chính mình mà còn là sự chia sẻ với cộng đồng, góp phần đưa Hưng Yên phát triển bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.